chúng ta mang những cung bậc cảm xúc đức tin khó tả khi trao phó tương lai của chúng ta và gia đình cho Chúa, tin tưởng tình yêu khôn ngoan và quyền năng của Chúa sẽ dẫn chúng ta bước chọn năm mới bình an. Giữa ánh sáng của muôn việc thiện, thế giới ngày nay cũng đầy những bất ổn bởi lòng tham vô độ của con người, hiểm họa chiến tranh, những tội ác xảy ra khắp nơi đe dọa cuộc sống con người, nơi gia đình cũng có quá nhiều bi kịch gây nên đớn đau ly tán. Thế nhưng trong ánh sáng tự tin, chúng ta không thất đạt chôn trận nhưng mạnh dạn tiến bước. Hãy để Chúa ôm lấy chúng ta trong vòng tay thương xót của Ngài. Hãy để bàn tay Chúa dẫn ta bước vào năm mới. Vì trong mọi tình huống, dù đau khổ và nan giải đến đâu, chúng ta vẫn có thể tin chắc rằng Thiên Chúa ở với chúng ta và làm mọi sự trở nên tốt lành cho những ai yêu mến Ngài. Hãy để Chúa Thánh Thần lên lỏi vào trái tim chúng ta, thắp sáng lửa yêu thương, thúc đẩy chúng ta đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, không chỉ qua sự bị khổ đau thể xác và tinh thần của tha nhân, mà còn giúp họ hoàn thành cuộc đời cách tốt đẹp và bình an. Với những tâm tình ấy, giờ đây xin kính mời cộng hòa nhân.
đến với Chúa trong thánh lễ hôm nay để cùng nhau cầu nguyện và dâng lên Chúa một năm mới. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được ơn bình an trong năm mới này. Và cũng trong ngày hồng phúc hôm nay, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, cũng như quý chức, quý ân nhân, cũng như tất cả mọi người đã từng sống, từng phục vụ nơi giáo xứ thánh tâm này mà nay đã qua đời. Xin Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời cho các ngài. Chúng ta cũng xin dâng lên Chúa những tâm tư, những tình cảm, những khát vọng của từng người chúng ta, của các giới, các hội đoàn, các giáo họ, cũng như của các gia đình. Chúng ta đặt tất cả những ý nguyện ấy trên bàn thờ này để xin Chúa thánh hóa, chúc phúc và ban cho chúng ta. Chúng ta cũng cầu nguyện theo ý ngân ý lễ của tất cả những người xin trong thánh lễ hôm nay. Xin cho một năm được bình an và mọi điều may lành. Cách đặc biệt trong nghi thức này, truyền thống của giáo hội khẩn cầu Chúa Thánh Thần là thần khí khôn ngoan và sức mạnh để người dẫn dắt cuộc sống của chúng ta, giúp chúng ta khôn ngoan trong những chọn lựa mà mạnh mẽ đương đầu với những thử thách. Chính Chúa Thánh Thần sẽ thắp lên trong tâm hồn chúng ta đức tin, đức cậy và đức mến là những nhân đức thiết yếu đem lại giá trị cho lòng đạo đức và cuộc đời của người Kitô hữu. Vậy giờ đây chúng ta hãy ta thiết thần này, xin Chúa Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng ta, đồng hành với chúng ta trong năm mới này, đổ đầy tâm hồn chúng ta ân huệ của Ngài là bác ái, quan lạc và bình an, hướng dẫn chúng ta làm theo thánh ý Chúa, sống thánh thiện mà đạt tới hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa, mọi suy tư và tơ của con người Chúa đều biết rõ. Xin cầu tràn tận khi để người thanh tịnh và đối với tâm hồn chúng con. Nhờ đó chúng con sẽ xứng đáng ca ngợi Chúa và yêu mến Chúa em già em lòng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Vinh danh Thiên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để đưa lời chúc tụng người khen Chúa. Cúi xin Chúa mở đường đại hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm Canh Tý này được bình an và mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức, hầu đáng ngự phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa sống và ý chí cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để muôn thuở muôn đời. Amen. Đặc biệt người dựng nên mặt trời mặt trăng và các ngôi sao để xác định ngày giờ năm tháng, đó là nội dung bài đọc sau đây. Bài chiết xuất sáng thế, Thiên Chúa phán phải có những vật sáng trên bầu trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ ngày và năm. Đó sẽ là những vật sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất. Liền có như vậy, Thiên Chúa làm ra vật sáng. Vâng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vâng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm. Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vâng sáng trên bầu trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Thank you.
Bài chứng thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã gần đến, anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu cần, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Đó là lời Chúa. Con chùa
những con vật mạnh mẽ như hổ và rồng. Có một giả thuyết cho rằng chuột chính là loài linh hoạt nhất trong số các động vật. Nó có thể bơi, chạy và leo trèo. Mặc dù chuột không biết bay, nhưng nó vẫn có thể leo lên những nơi cao ráo như mái nhà, ngọn cây để tránh nguy hiểm. Và loài chuột thông minh nhiều hơn các loài khác, bởi chúng có thể tự kiếm ăn, sinh tồn ngay cả trong những nạn đói nhờ sự lanh lợi của chúng. Và dựa vào những đặc điểm, kích thước, hình dạng, màu sắc, nơi sống mà người ta đã phân biệt các loài chuột bằng những tên gọi khác nhau như chuột đồng, chuột nhắt, chuột cống, chuột chú, chuột chuối, chuột bạch, chuột lang, chuột cảnh, vân vân. Và trong thế giới giải trí của trẻ em còn có một loài chuột nữa, đó là Jerry, vô cùng thông minh và đáng yêu trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry. Ngày nay còn có cả chuột máy tính, rồi trong lĩnh vực nghiên cứu còn có các tên chuột như Wistaret, Fisheret, chuột hamster. Và khi nói về chuột, người ta thường có nhiều câu chuyện ngụ ngôn dạy đời như là đôi bạn chuột cái bẫy, chuột và chồn, chuyện ba con chuột sa vào hũ mỡ, vân vân. Và hôm nay con cũng xin chia sẻ với cộng đoàn một câu chuyện nói về chuột, có tựa đề là biết thêm một kỹ năng có thêm một con đường. Một đêm tối đen như mực nọ, thủ lĩnh chuột già đã dẫn đầu đàn chuột nhắt ra ngoài để kiếm ăn. Và chúng mò vào bếp của một gia đình, trong đó có đậu, bánh, kẹo, dầu mỡ và có cả một hũ gạo thật to nữa. Và giữa lúc chuột đang ra sức ăn và gặm nhấm hả hê các đồ ăn, thì đột nhiên từ xa vọng lại một âm thanh khiến tất cả run rẩy sợ hãi. Đó là tiếng kêu của một con mèo rất lớn. Quá khiếp đảm, lũ chuột đã tháo chạy từ phía để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng mèo không có ý định nhường tay, nó quyết truy đuổi đến cùng. Và cuối cùng hai con chuột nhắt vì không kịp chạy thoát thân nên bị mèo vồ được. Lại đúng lúc đó, con mèo định đưa con chuột lên miệng để ăn tươi nuốt sống, thì bất ngờ tiếng chó sủa ầm ĩ gớm ghiếc vang lên không dứt. Con mèo thất thần rồi vội vã tháo chạy. Mèo đi rồi, thủ lĩnh chuột nhà mới ung dung từ trong thùng rác đi ra và nói: ta đã sớm nhắc nhở các con rồi, học thêm một ngôn ngữ nữa thì có lợi. Nhờ việc này mà ta vừa cứu được mạng hai đứa con đấy. Kính thưa cộng đoàn, ắt hẳn tiếng kêu chó sủa đó chúng ta đã đoán được là tiếng của ai. Tiếng đó không phải là tiếng của con chó sủa thật, nhưng mà là tiếng kêu giả của con chuột thủ lĩnh. Câu chuyện đúng như tựa đề: biết thêm một kỹ năng có thêm một con đường. Con chuột thủ lĩnh đã học hỏi được tiếng chó sủa và giả tiếng chó sủa lúc đó để cứu hai con chuột nhắt. Và như vậy không ngừng học tập thì cũng sẽ đem lại nhiều thành công trong cuộc đời. Và lời Chúa hôm nay, ngày đầu năm mới, còn mời gọi chúng ta không chỉ không ngừng học tập, không chỉ không ngừng trau dồi bản thân, mà còn một điều rất quan trọng nữa, đó là cần có ơn Chúa và hãy ký thác đường đời cho Chúa. Bởi vì con người sinh ra ở đời không chỉ cậy dựa vào sức của mình, nhưng còn cần đến ơn Chúa và cần ký thác vào tình Chúa, vào sự ban phòng của Chúa như trong bài đạo ca chúng ta vừa cùng nhau cất lên. Do đó những ngày đầu xuân, ngoài việc người ta còn chúc nhau đó là phúc lộc thọ phú quý khang ninh đa tịnh
của Chúa và vào sự quan phòng của Chúa. Do đó, lời Chúa hôm nay càng tha thiết mời gọi chúng ta rằng Chúa sẽ chúc lành cho con người khi những ai tìm kiếm Chúa làm gia nghiệp, là công đức của con người. Các con chớ ai nấy về ngày mai. Quả vậy, Chúa luôn muốn mọi người nghĩ đến công đức của cuộc đời của mình. Tương lai mỗi người đều nằm trong quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa. Những lo lắng, bận rộn, tất bật làm việc để tích lũy là điều tốt và là điều cần thiết. Nhưng cũng nên nhớ một điều, nếu như Chúa chẳng xây nhà, thờ nề vất vả cũng là của con. Hãy làm tốt bao nhiêu có thể những bổn phận và trách nhiệm của mình, phần còn lại hãy phó thác trong tay quan phòng của Thiên Chúa. Ngài sẽ hoàn tất những gì còn lại. Con xin được phép quay trở lại với những con chuột đã nêu ở đầu bài chia sẻ. Nếu ta bỏ qua những tính xấu đã phá hoại của loài chuột, thì chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa và càng xác tín thêm vào sự quan phòng của Thiên Chúa, vì loài chuột cũng có nhiều lợi ích trong cuộc sống. Trước hết, phải nói lợi ích ở trong khoa học. Chuột dùng cho việc nghiên cứu để chữa bệnh cho con người. Một số bệnh lý được tái lập trên chuột để đem ra những kết quả xét nghiệm. Thứ hai, chuột trong văn học và hội họa, hình ảnh chuột đã xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là trong các thành ngữ ca dao tục ngữ như là chuột trù trên khỉ rằng nguôi thì mới trả lời cả họ mày thôi. Và hình ảnh chuột bích kỳ còn là đề tài ưa thích của các nhà họa sĩ, nhà thiết kế truyện tranh. Và ở Việt Nam chúng ta, bức tranh phổ biến nhất nhiều người vẫn còn thích thú đó là bức tranh về đám cưới chuột ở Việt Nam, mang thật đậm đà bản sắc dân tộc và vẫn sống mãi qua thời gian. Và thứ ba là chuột trong đời sống công nghệ 4.0 thời nay. Như chúng ta biết, chuột là tên gọi của một trong những bộ phận quan trọng của chiếc máy tính. Người ta thường nói có cả thế giới qua một cái rê chuột hay một bên ngoài của máy tính với ý nghĩa linh hoạt, thông minh, nhanh nhẹn. Ngày nay được gọi là thời đại 4.0, thời đại công nghệ AI, trí tuệ nhân tạo. Thì robot cũng xuất hiện trong ngành tự động hóa với việc trợ giúp của chuột. Kính thưa cộng đoàn, quả là con chuột có nhiều lợi ích trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy không ngừng tạ ơn Chúa luôn sáng tạo và quan phòng cho con người trong mọi sự. Như bài đọc 1 chúng ta đã nghe, Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, mọi sự thật tốt đẹp. Do đó, trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã mời gọi chúng ta hãy vui lên trong mọi hoàn cảnh, hãy đem lời khẩn cầu và van xin được tạ ơn Thiên Chúa. Ước gì trong năm mới này, nơi mỗi tâm hồn chúng ta không bị nhiễm những tính xấu của con chuột, nhưng lại có những tính tốt và hữu ích. Đó là như chuột trong phòng thí nghiệm để trở nên khí cục cho Thiên Chúa. Đó là như chuột máy tính thời đại để liên kết cả thế giới này lại nhằm thờ phượng một Thiên Chúa. Đó là như chuột Jerry thông minh, hài hước và đem lại nhiều niềm vui thánh thiện cho mọi người. Vì vậy, trong những phút giây linh thiêng của ngày đầu năm mới này, chúng ta họp nhau nơi đây để tạ ơn Chúa và đồng thời cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc cho chúng ta. Qua lời chúng ta muốn cầu chúc cho nhau là ơn Chúa, là sức khỏe, là những điều lành thánh và nhất là niềm tin vững mạnh để phó thác hơn nữa vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bởi vì tất cả đều do Thiên Chúa. Như Thánh Vịnh đã nói, hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Amen.
Cộng đoàn cầu nguyện rất thân mến, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì một năm mới Chúa vừa tặng ban. Năm mới mở ra cho chúng ta cánh cửa ân sủng, tình yêu và hy vọng, mở ra cơ hội hoàn cải để chúng ta sống thánh thiện hơn. Chúng ta chúc tụng Chúa và nhân lời nguyện xin. Nay chúng con đang bị dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân tròn lửa trong
chúng con nhận lời cảm tạ Cha và cùng với triều thần Kim Quốc, tuy xưng Cha là Đức Toàn Năng và Tôn chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng xuống loài vòng.
cho Ngài được vào ở lại xã Tôn Giang Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được làm người sống sống đời đời, cùng với được chính nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả cô xe và trăm năm đức chính nữ, các thánh tôn đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa bao mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô. Thank you.
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới và tôn đồ trên chúng con muôn quốc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin kính mời cộng đoàn ngồi cho con được ngỏ đôi lời tận tình đầu năm. Kính thưa cộng đoàn, cùng với lời chúc xuân, sức khỏe, bình an, hạnh phúc, niềm vui và dạt dào ơn Chúa, giây phút này cho con được chia sẻ với cộng đoàn thao thức mùa vụ của con trong năm mới này. Trong năm mới này, con ước ao cùng với giáo xứ đi vào trong hành trình thiêng liêng, hành trình đạo đức, hành trình nội tâm của người tín hữu chúng ta cũng như của cả cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Và hành trình nội tâm này đương nhiên có mối liên hệ giữa cá nhân của mỗi người với Thiên Chúa, cũng như giữa chúng ta với nhau và với Chúa. Vậy thì để có thể sống niềm tin của mỗi người chúng ta bằng cuộc sống bên ngoài, cũng như những chiều sâu nội tâm bên trong, có hai điều con muốn thưa với quý cộng đoàn trong ngày vu thánh thiền này, đó là con ước ao cộng đoàn giáo xứ chúng ta mỗi ngày thứ năm đầu tháng chúng ta ngừng lại tất cả mọi sinh hoạt khác của các giới, các hội đoàn cũng như các giáo hội, để chúng ta cùng quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong mái ấm của nhà thờ giáo xứ chúng ta, và trong tình nghĩa gia đình, trong tình nghĩa của những người liên đới trong cuộc hồn giáo xứ, chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để múc lấy nguồn sức sống thần linh nơi Chúa, hầu chúng ta có thể sống mối tương quan với Chúa một cách tốt đẹp và sống mối thân tình với nhau ngày càng ngọt ngào và thắm tình nghĩa hơn. Đó là điều thứ nhất mà con nghĩ rằng chính Chúa Giêsu mới là người có thể quy tụ chúng ta thành một cộng đoàn, và chính Ngài sẽ giúp mỗi người chúng ta sống tình liên đới với nhau và sống tương quan thân mật với Chúa. Điều thứ hai, chúng ta thấy ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó đương nhiên có mẹ Maria. Mẹ Maria và Chúa Giêsu không bao giờ tách rời nhau. Vậy thì con cũng tha thiết cùng với cộng đoàn, cứ mỗi ngày 13 mỗi tháng, chúng ta cùng đến nơi đây để yêu mến Đức Mẹ, để tôn kính Đức Mẹ qua lời kinh Mân Côi, để cùng cầu nguyện cho nhau, với nhau và vì nhau. Vậy thì con rất ao ước trong năm mới này, cứ mỗi ngày 13 mỗi tháng, chúng ta lại quy tụ dưới tà áo của mẹ Maria để cầu nguyện với mẹ Maria và cầu nguyện cùng mẹ Maria, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho giáo xứ, cầu nguyện cho các gia đình, nhất là những gia đình đang gặp thử thách, đang gặp đau khổ và đang phải ly tán. Và thao thức mục vụ thứ ba, đó là quý cộng đoàn cũng thấy đã đến lúc những công trình xây dựng của giáo xứ chúng ta cũng rất là khiêm tốn, chưa có thể đáp ứng được những nhu cầu phục vụ hiện tại. Con chỉ nói một điều đơn giản thôi, có nhiều khi ca đoàn tập hát không có chỗ, có nhiều khi hội đoàn này giới kia muốn sinh hoạt cũng chưa có phòng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì cha cố Francisco Xavier kính yêu của chúng ta đã xây dựng ngôi nhà thờ này cách đây vài chục năm trước, và tới lúc này nhu cầu phục vụ càng lúc càng phong phú, nhu cầu phục vụ càng lúc càng nhiều hơn. Vậy thì con nghĩ rằng cũng đã đến lúc chúng ta phải chung tay góp sức để mở rộng, mở mang, để tôn tạo tất cả những gì chúng ta đang có, cũng như làm mới thêm những gì đáp ứng nhu cầu phục vụ cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Vậy thì con xin dâng thao thức mục vụ của giáo xứ chúng ta, nhất là hành trình thiêng liêng của chúng ta, trong bàn tay từ mẫu của mẹ Maria, để mẹ cùng với chúng ta dâng lên Chúa. Và con tin chắc chắn rằng đây là những thao thức mục vụ tốt đẹp, và chính Chúa sẽ thực hiện, sẽ hoàn tất những điều tốt đẹp Chúa đã khởi sự nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Và cuối cùng, con kính chúc cho tất cả mọi người, nhà nhà luôn luôn tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc, bởi chúng ta luôn can đảm
sống hiệp nhất với nhau, sống yêu thương với nhau, sống tử tế, sống lòng thương xót và nhất là sống vì nhau. Vậy thì một lần nữa chúng ta trao cho nhau lời chúc xuân với lòng quý mến và lòng biết ơn, trao cho nhau những lời chúc, những tâm tình, những khát vọng của ngày xuân mới này. Và để biểu lộ niềm vui ấy, chúng ta cùng trao cho nhau một tràng vỗ tay với lời chúc mừng năm mới 2020, năm mới đăng ký, an đang cùng người hạnh phúc và đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Con mời cậu bà đứng để nhận các lành vui lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Thank you.
con xin dâng lên mẹ đồng đoàn giáo sư chúng con, đến phụ nhà neo đơn quanh thảm qua phủ, đến gia truyền hiền mẫu các bạn trẻ và các cháu thiếu nhi, đến anh chị em đương nhân và nghị dân đang sống trên cộng đoàn giáo sư liên lâm chúng con và tất cả những người thành tâm xa quê. Đến phút này con muốn trao đến tất cả mọi người, mọi nhà vào trong bàn tay từ mẫu của mẹ. Xin hãy dẫn chúng con đến Chúa với những ước mơ, với những dự định, với những khát khao, với những tâm tình và cả những cảm xúc của ngày đầu năm mới này cũng như trong suốt một năm sắp tới. Chúng con luôn luôn ý thức rằng mẹ luôn luôn hiện diện giữa cộng đoàn chúng con trong suốt 65 năm qua. Bức di ảnh của mẹ mà cha ông chúng con đã cùng con đã cất công đem từ miền Bắc vào trong đây cũng vẫn đang hiện diện trong quyền đường của chúng con. Đó là một vài chứng linh thánh, đó là một lời nhắc nhở, đó cũng là một sức mạnh để giúp mọi người chúng con cùng nhau với mẹ tiến bước về phía trước một hành trình đức tin, một hành trình thiêng liêng, một hành trình nội tâm mà chúng con đang khao khát kiếm tìm và thực hiện trong năm mới này. Dưới tàn áo của mẹ, chúng con luôn được bao bọc chặt chẽ, được yêu thương, được yêu dịu, được nâng đỡ. Vậy con xin dâng lên hành trình mục vụ của giáo sư chúng con trong năm mới này, năm thánh tin. Xin mẹ giúp sức để mỗi người chúng con tùy theo hoàn cảnh của mình, tùy theo ơn gọi của mình, tùy theo cuộc sống của mình, biết làm cho cộng đoàn giáo sư này trở thành một cộng đoàn phong phú về mọi phương diện, trở thành một cộng đoàn nhất yêu thương và trở thành một cộng đoàn luôn có Chúa là trung tâm, có mẹ là người đồng hành và dẫn lối. Con xin dâng lên mẹ để được mẹ kính lên Chúa, kính kiến tạo những công trình mà chúng con muốn thực hiện trong năm mới này. Xin mẹ đồng hành giúp sức để chúng con có thể thực hiện mọi sự từ khởi sự đến hoàn thành, để thực hiện trong tình hiệp nhất với nhau, trong sự bình an, trong thánh ý Chúa và trong sự bảo hộ che chở của mẹ. Con cũng xin dâng lên mẹ tất cả những người không thể hiện diện của chúng con trong ngày này, nhất là những anh chị em xa quê, những anh chị em đau yếu bệnh tật. Xin mẹ yêu thương nâng đỡ và đón nhận. Cuối cùng, xin cho cộng đoàn của sư chúng con trong năm mới này biết gia tăng lòng yêu mến mẹ và cuộc sống là những mình cô lời kinh mà chúng con sẽ cùng nhau đọc với nhau mỗi ngày vừa là trong tháng tháng. Để nhờ yêu mến mẹ, chúng con có thể chiêm ngắm Chúa Giêsu bằng đôi mắt của mẹ, yêu mến Chúa Giêsu con của mẹ bằng trái tim của mẹ và gắn bó với Chúa Giêsu như chính mẹ.